10 đặc sản Nam Định làm quà xa gần đều nức tiếng. Nam Định, một vùng đất yên bình với nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng gắn với tích lịch sử như Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Đền Trần, Tháp Phổ Minh. Nơi đây còn nổi tiếng với kho ẩm thực dân dã của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Tulip Thede đã tổng hợp lại các đặc sản Nam Định làm quà không thể thiếu trong túi quà của du khách trước khi rời mảnh đất này trong bài viết sau đây. 1. Nem nắm giao thủy đặc sản Nam Định dành cho dân nhậu. Nem nắm giao thủy là món ăn tuyệt vời đã vượt ra khỏi cổng làng để đi khắp mọi miền đất nước và được cả khách quốc tế tấm tắc khen. Món ăn ngon, bổ dưỡng được ưa chuộng trong các buổi tiệc đám cưới, liên hoan. Nem nắm được làm từ bì, thịt lợn trộn thính và gia vị, rồi được nắm lại trong lá sung. Điều đặc biệt nhất là nên mùi thơm của nem nắm giao thủy chính là thính. Thính phải làm từ gạo tám thơm Nam Định. Gạo đem ngâm trong nước qua một đêm, sau đó đem rang lên rồi xay thành bột, có màu vàng ngà ngà, thơm phức, vị ngậy là đạt chuẩn. Thực khách thưởng thức món nem này sẽ cảm thấy vị hơi chua của thịt lên men, vị ngọt của thịt kèm vị thơm của thịt rang, nhưng cũng có hề bị hôi vì có tỏi, lá sung, lá đinh lăng. Món ăn ngon, bổ dưỡng được ưa chuộng trong các buổi tiệc đám cưới, liên hoan. Món ăn ngon, bổ dưỡng được ưa chuộng trong các buổi tiệc đám cưới, liên hoan. Để thưởng thức món nem nắm giao thủy, thực khách nhất định phải có thêm bát nước mắm Sa Châu, loại mắm ngon của làng giao thủy. Nem nắm là một trong những món khoái khẩu của các anh chị làm văn phòng. Họ thường nhâm nhi cùng nhau trong giờ ăn trưa, thật sự là rất thú vị. Trong những buổi tụ tập tại nhà cùng các anh em, bạn bè thì nem nắm Nam Định là món mồi khoái khẩu. Bởi thế, người xưa đã có câu, tay cầm bầu rượu nắm nem. Du khách đến giao thủy được quên thức quả đặc sản hấp dẫn này nhé. Gợi ý địa điểm mua, chua hàng nem nắm giao thủy. Địa chỉ 337 Trần Nhân Tông, thành phố Nam Định. 2. Bạch nhãn hải hậu thơm ngậy vị trứng. Bạch nhãn nhưng không phải được làm từ quả nhãn. Đặc sản Nam Định nổi tiếng này vẫn khiến du khách thích thú bởi sự ngọt ngào, ngậy béo của trứng. Bạch nhãn có màu vàng óng, tròn như long nhãn, hấp dẫn từ cái nhìn bề ngoài. Đặc sản Nam Định nổi tiếng này vẫn khiến du khách thích thú bởi sự ngọt ngào, ngậy béo của trứng. Đặc sản Nam Định nổi tiếng này vẫn khiến du khách thích thú bởi sự ngọt ngào, ngậy béo của trứng. Bánh chỉ được làm từ bột nếp quyện với trứng rồi chiên lên, thế mà giòn tan, hơi ngọt ngọt và bùi bùi, ngồi nhấm nháp vui miệng. Hoặc thưởng thức cùng tách trà mạn để làm dịu đi cái vị ngọt của bánh đều rất hợp. Người Hải Hậu vẫn tự hào về món đặc sản quê hương trong những tứ thơ xưa. Quê tôi bánh nhãn thơm giòn, kém gì vật lạ của ngon quê người. Nón gà chỉ nếp trắng thôi, trứng gà đường kính tay người làm ra. Người quê chân chất thật thà, bánh ngon đặc sản gần xa tiếng đồn. Ai qua mảnh đất Hải Hậu, hẳn không quên vị thơm giòn quê hương. Vì thế, du khách đến Nam Định chớ quên món bánh ngon thơm giòn này nhé. Gợi ý địa điểm mua, bánh nhãn Vân Đích. Địa chỉ 25 khu 6, thị trấn Yên Định, Hải Hậu, Nam Định. Hướng dẫn chỉ đường. Giá tham khảo 50.000 đồng trên gói. 3. Gạo tám Hải Hậu nổi tiếng ngon nhất nhì cả nước. Gạo tám ở nước ta có ở rất nhiều nơi. Nhưng gạo tám Hải Hậu của Nam Định là nổi tiếng ngon nhất nhì. Gạo tám Hải Hậu được nhiều gia đình lựa chọn cho bữa ăn hàng ngày. Gạo tám có hạt nhỏ, thon dài. Gạo khi nấu chín có hương vị tự nhiên. Gạo dẻo mềm, săn hạt, vị ngọt đậm, ngon cơm. Đặc biệt, khi cơm nguội bớt, hạt cơm vẫn rất mềm dẻo. Gạo tám có hạt nhỏ, thon dài, cơm dẻo mềm, săn hạt, vị ngọt đậm, ngon cơm. Gạo tám có hạt nhỏ, thon dài, cơm dẻo mềm, săn hạt, vị ngọt đậm, ngon cơm. Chỉ cần một vốc gạo nhỏ tám Hải Hậu là đã đủ để tỏa mùi hương thơm hác. Nồi cơm vừa chín tới, hé mở nắp vung là đã ngửi thấy mùi thơm lừng. Cơm tám nếu ăn cùng thức ăn xào hay chan canh sẽ mất hết vị ngon, dẻo của gạo. Hợp nhất là ăn với giò lụa, chả quế, rưới thêm ít nước mắm nhĩ, rắc chút hạt tiêu thì ngon hết sảy. Gạo tám Hải Hậu chứa nhiều tinh bột, cung cấp nhiều năng lượng, bổ sung một lượng protein, nước, vitamin và các chất khoáng rất cần thiết cho cơ thể. Người mua có thể yên tâm
vì gạo Tám Hải Hậu không dùng thuốc chống muối mọt, gạo được đóng gói dày dặn, kín hơi, đảm bảo không ẩm mốc làm ảnh hưởng đến chất lượng của gạo và rất tiện lợi để du khách mang về hoặc đem biếu người thân, bạn bè. Du khách có thể tìm đến địa chỉ sau để tìm mua chuẩn gạo Tám Hải Hậu đặc sản Nam Định lừng danh này nhé. Gợi ý địa điểm mua, các cửa hàng gạo ở Nam Định. Giá tham khảo 40.000 đồng trên kg. Bánh gai Bà Thi hương vị quê hương Bắc Bộ. Bánh gai là món ăn có từ lâu đời của làng quê Bắc Bộ. Khi xưa, bánh được dùng trong dịp lễ Tết, dùng thắp hương gia tiên. Một số nơi như ở Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, bánh gai còn được dùng vào các lễ ăn hỏi. Bánh gai Nam Định nổi tiếng nhất là bánh gai Bà Thi. Chiếc bánh có dạng hình vuông, màu đen là màu của lá gai, hương vị thơm, ngậy, dẻo mịn của bột nếp, ngọt ngào của đậu xanh nhuyễn, thịt mỡ, làm sen dừa, hòa quyện vào nhau và tôn lên một mùi vị khác biệt, thơm ngậy và ngọt bùi. Bánh gai ngon khi thưởng thức lúc nguội, vì nóng khiến bột nếp chưa khô lại, ăn sẽ nhão. Bánh gai ngon khi thưởng thức lúc nguội, vì nóng khiến bột nếp chưa khô lại, ăn sẽ nhão. Nguyên liệu chủ đạo của chiếc bánh gai là lá gai, gạo nếp được làm sạch, để khô rồi nghiền thành bột mịn, sau đó trộn với mật mía, lá gai rồi đem vào cối đá giã cho mịn. Có màu đen bóng của lá gai là được. Nhân bánh được làm từ đậu xanh, dầu chuối, đường, dừa khô nạo nhỏ. Bánh được viên thành hình tròn rồi cho nhân vào giữa lớp bột, gói vào lá chuối khô đem hấp. Bánh gai ngon khi thưởng thức lúc nguội, vì nóng khiến bột nếp chưa khô lại, ăn sẽ nhão. Còn cái Nam Định về thăm quê rồi ra đi, đều gói riêng những sấp bánh gai nằm lặng lẽ trong vali, như gói giêm tâm tình của kẻ ở người đi. Người có tuổi thường thưởng thức bánh gai cùng ly trà mạn tạo cảm giác bánh không bị ngấy. Bởi thế, du khách có ghé qua Nam Định thì cũng chớ quên mang một vài chiếc bánh nhỏ xinh về làm quà cho người thân nhé. Gợi ý địa điểm mua, bánh gai Bà Thi. Địa chỉ 104 Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định. Năm kẹo dồi đặc sản Nam Định ngọt ngào hương vị tuổi thơ. Nam Trực là vùng quê nổi tiếng với món kẹo dồi ngọt ngào. Sở dĩ kẹo có tên như vậy bởi nó mang hình dạng giống như món dồi rất được ưa chuộng tại khu vực miền Bắc Việt Nam. Từ lâu đời, trong huyện có nhiều gia đình sản xuất kẹo nhỏ lẻ, tiêu thụ ở các chợ quê, các thị trấn, dần dần lên đến thành phố và tỏa đi nhiều nơi. Kẹo dồi có lớp vỏ màu trắng đục khoác bên ngoài được làm mía đường đun thành mạch nha, rất giòn và ngọt nhưng không quá gắt. Bên trong lớp áo trắng là phần nhân gồm lạc rang nên rất thơm. Kẹo dồi có lớp vỏ màu trắng đục khoác bên ngoài được làm mía đường đun thành mạch nha, rất giòn và ngọt nhưng không quá gắt. Kẹo dồi có lớp vỏ màu trắng đục khoác bên ngoài được làm mía đường đun thành mạch nha, rất giòn và ngọt nhưng không quá gắt. Bạn có thể thưởng thức món kẹo đặc sản Nam Định này bất cứ khi nào bạn thích. Kẹo sẽ ngon hơn khi uống cùng một tách trà nóng. Vị ngọt ngào của mạch nha hòa quyện với vị béo béo của đậu phộng, vị đắng đắng của trà đều rất hợp vị. Đây sẽ là món quà cực kỳ hấp dẫn dành cho gia đình, bạn bè để gắn kết tình thân. Du lịch thời đêm mách bạn địa chỉ mua kẹo rồi Nam Định ngay sau đây nhé. Gợi ý địa điểm mua, cửa hàng kẹo Kim Thành Hoa. Địa chỉ 122 Minh Khai, thành phố Nam Định. Hướng dẫn chỉ đường. Giá tham khảo 35.000 đồng trên hộp 500 gram. Sáu chuối ngự chợ rồng. Nam Định có tới 17 khu chợ. Chợ rồng là khu chợ nhộn nhịp và lớn nhất Nam Định. Chợ rồng xưa nổi tiếng bởi có lụa tơ, tằm và chuối ngự. Cho đến ngày nay vẫn vậy. Chuối ngự quả nhỏ, thuôn dài, vỏ mỏng, ăn thơm và ngon ngọt tự nhiên hơn nhiều so với các loại chuối thông thường. Mùi chuối ngự ở chợ rồng ánh vàng sáng lên rực chợ. Màu vàng ấy đã đi vào những câu văn Nguyễn Tuân khi thăm chợ rồng. Tờ chín vàng, chuối chín vàng. Màu hoa hòe nở rộ vào mỗi mùa nhập trường thì chữ Hán ngày xưa. Cũng khó mà đọ được với vàng chuối, vàng tơ của chợ rồng chói lọi. Cái màu vàng dại nại lên ấy, tưởng chỉ có được trong nghệ thuật và tranh màu. Chuối ngự quả nhỏ, thuôn dài, vỏ mỏng,
ăn thơm và ngon ngọt tự nhiên hơn nhiều so với các loại chuối thông thường. Chuối ngự quả nhỏ, thuôn dài, vỏ mỏng, ăn thơm và ngon ngọt tự nhiên hơn nhiều so với các loại chuối thông thường. Chuối ngự bày bán theo buồng, buồng to chỉ giam 7 nải, người mang đi xa thì chọn phần quả còn xanh, người nhà gần thì chọn buồng chuối chín. Nải chuối ngự được coi là ngon phải hội tụ đủ cả các yêu cầu về hình, về hương, về sắc, hình quả nhỏ, thon đều, vỏ chuối mỏng, mỡ màng, sắc vàng rộm tự nhiên, hương thơm dịu nhẹ và nhất thiết mỗi đầu đũa chuối vẫn giữ nguyên được cong râu dài. Người xưa lấy chuối ngự để tiền vua, ngày nay du khách mua để thưởng thức. Mỗi nải chuối như một bông hoa xòe cánh bày biện đẹp mắt trên bậc ngũ quả dâng lên bàn thờ tổ tiên trong những ngày giỗ Tết. Du khách đến chợ Rồng thăm thú nét văn hóa Nam Định, cũng chớ quên đặc sản Nam Định chuối ngự mộc mạc này nhé. Bảy kẹo siêu châu đặc sản Nam Định đã có thương hiệu gần hai thế kỷ. Gần hai thế kỷ nay, thương hiệu siêu châu đặc sản Nam Định đã trở nên nổi tiếng mọi miền đất nước. Những người xa quê hương, mỗi lần nhớ về Nam Định đều nhớ đến hương vị mộc mạc của thức quà giản đơn này. Nguyên liệu làm kẹo siêu châu đơn giản chỉ gồm lạc, vừng, đường, mạch nhạn. Sau khi ra lò, kẹo có sắc nâu hồng và trong như hổ phách, ăn giòn tan, thơm bùi vị lạc, ngọt đậm để lại dư vị khó quên. Đặc biệt, kẹo không hề có mùi hôi của dầu lạc, để lâu không ỉu. Mỗi thanh kẹo xù xì được bao trong vỏ bột nếp có tác dụng vừa chống ẩm vừa để ủ cho kẹo lên hương. Sau khi ra lò, kẹo có sắc nâu hồng và trong như hổ phách, ăn giòn tan, thơm bùi vị lạc, ngọt đậm để lại dư vị khó quên. Sau khi ra lò, kẹo có sắc nâu hồng và trong như hổ phách, ăn giòn tan, thơm bùi vị lạc, ngọt đậm để lại dư vị khó quên. Kẹo siêu trông ngon nhất là thưởng thức cùng tách trà mặn nóng. Vị ngọt của kẹo, vị hơi đắng đắng của trà sẽ khiến bạn không còn cảm thấy ngọt sắc ở cuống họng. Ở Nam Định, vào dịp Tết, đặc sản kẹo Nam Định này vẫn thường xuất hiện dùng để tiếp khách. Về Nam Định, ngoài việc tham quan các cảnh đẹp thiên nhiên thơ mộng, du khách nhớ đem theo vài gói kẹo siêu châu dân dã về làm quà nhé. Gợi ý địa điểm mua kẹo siêu châu Kim Thạch Hoa. Địa chỉ 122 Minh Khai, thành phố Nam Định. Hướng dẫn chỉ đường. Giá tham khảo 35.000 đồng trên hộp 500 gram. Tám bánh dày vị dương dẻo thơm mùi nhất đâu. Khi nhắc đến bánh dày, hẳn ai cũng sẽ nhớ đến sự tích bánh chưng bánh dày đã quá nổi tiếng trong dân gian Việt Nam. Ở vùng đất cổ thôn Vị Dương, xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định, người ta vẫn truyền nhau cách thức làm bánh dày truyền thống đã làm nên thương hiệu. Bánh dày Vị Dương đã trở thành vật phẩm để thờ cúng trong các lễ hội truyền thống, trong ngày giỗ chạp, thờ cúng tổ tiên và trong việc họ, việc làm. Thưởng thức bánh dày Vị Dương, thực khách sẽ cảm nhận được độ dẻo dai của phần vỏ bánh được làm từ bột nếp, phần nhân ngọt được làm từ đậu xanh, đường, dừa bào. Nếu thưởng thức bánh dày mặn sẽ cảm nhận được vị bùi của đậu xanh, một ít mỡ phần, tiêu xay. Bánh dày nhân chay chỉ có bột nếp xoa mỡ bên ngoài. Bánh sẽ có màu trắng tinh, tròn trịa, dẻo dai và mùi thơm ngon đến khó cưỡng, nằm gọn trong những chiếc lá chuối màu xanh đã được cắt theo hình tròn vừa với chiếc bánh. Bánh sẽ có màu trắng tinh, tròn trịa, dẻo dai và mùi thơm ngon đến khó cưỡng. Bánh sẽ có màu trắng tinh, tròn trịa, dẻo dai và mùi thơm ngon đến khó cưỡng. Bánh dày Vị Dương được khách xa gần đến đặt mua với số lượng phục vụ cho các cửa hàng ăn uống khắp các nơi, hội nghị, tiệc cưới. Cái vị bánh dẻo quẹo, đỗ xanh mềm mịn thơm nồng, cùng với những kỳ công người làm bánh gửi gắm trong đó mới thấy được người Vị Dương tự hào về món bánh đặc sản truyền thống nhiều ra sao. Tết đến xuân về, bánh dày được đặt trang trọng trên bàn thờ nghi ngút khói hương cũng là một nét đẹp văn hóa của quê ta. Nếu du khách có ghé thăm Nam Định, hãy chớ quên món đặc sản Nam Định dân dã này nhé, vừa là thưởng thức trong những chuyến đi dài, vừa để tặng bạn bè cùng thưởng thức. Gợi ý địa điểm mua, cửa hàng bánh Cô Mị. Địa chỉ, chợ Văn Miếu, thành phố Nam Định. Hướng dẫn chỉ đường. Giá tham khảo, 5.000 đồng trên chiếc. Chín bánh chưng bà thì niềm tự hào của dân Hải Hậu. Ai qua Yên Định hãy dừng. Hương quê xin nếm bánh chưng bà thìn.
Bánh chưng bà thì là đặc sản Nam Định chứ danh, là niềm tự hào của người dân vùng quê Hải Hậu. Bánh chưng của bà thì có từ năm 1948. Hồi ấy, bánh chưng của bà nổi tiếng phố huyện. Bánh vớt ra đến đâu là hết vèo đến đó. Bánh ngon bởi cái tâm của bà chứa đựng trong từng lớp bánh. Dù gạo, thịt đâu tăng giá, bánh bà thì gói vẫn không hề lòng tay, bất nhân hay rút gạo. Bánh chưng bà thì theo xe lên Hà Nội, theo ba lô anh bộ đội bánh ngược Lạng Sơn, xuôi con tàu dập dờn bánh ra tận đảo. Bánh chưng bà thì là đặc sản Nam Định chứ danh, là niềm tự hào của người dân vùng quê Hải Hậu. Bánh chưng bà thì là đặc sản Nam Định chứ danh, là niềm tự hào của người dân vùng quê Hải Hậu. Sau lớp lá dòng xanh mướt là lớp gạo xanh mượt như ngọc bao bọc lớp nhân đậu thịt. Khi xưa, bánh chưng bà thì vẫn không thể thiếu trên bàn thờ tổ tiên vào những dịp lễ Tết. Ngày nay, du khách tìm mua bánh chưng bà thì còn là để thưởng thức. Bánh chưng ngon hơn cần có thêm bát dưa hành, thịt nấu đông ăn kèm, cũng đủ khiến dạ dày của bạn réo rắt. Cụ Thìn đã thành người thiên cổ, thế nhưng nghề làm bánh chưng gia truyền vẫn còn được con cháu cụ gìn giữ trọn vẹn. Thức quà đặc sản Nam Định này không cần quảng cáo mà ai cũng biết đến. Có về đến Hải Hậu, du khách nhớ tìm mua bánh chưng bà thì để thưởng thức hương vị bánh truyền thống ở nơi đây nhé. Mười đặc sản Nam Định chè kho. Không cầu kỳ như chè cung đình Huế, không đòi hỏi nhiều loại nguyên liệu như chè miền Nam, và món chè kho đặc sản Nam Định lại khiến du khách khó quên. Đó là thứ chè ăn ngọt, dạng khô dẻo, nấu bằng đậu xanh. Món chè dân dã ấy được người dân Nam Định đãi khách trong những ngày lễ Tết hay cùng rằm. Món ăn này đã trở nên phổ biến trên đất Bắc ngay cả trong những ngày thường nhật. Ăn miếng chè kho, nhấp một ngụm trà sen, cảm nhận cái dư vị thơm dẻo, ngọt ngào đan quyện trong vị thanh mát, mới thấy được cái tinh túy của đất trời giao hòa trong buổi đầu xuân và tấm chân tình của người Nam Định mến khách. Chỉ từng ấy dư vị thôi, nhưng cũng đủ làm khắc khoải trong ký ức của biết bao người con xa quê, dân dã mà ấm áp đến lạ thường. Món chè dân dã ấy được người dân Nam Định đãi khách trong những ngày lễ Tết hay cùng rằm. Món chè dân dã ấy được người dân Nam Định đãi khách trong những ngày lễ Tết hay cùng rằm. Chè kho được làm bằng những hạt đỗ xanh nhỏ, lòng vàng, tơi bở và lượng đường vừa đủ. Qua bàn tay khéo léo của người nấu, người ta đã cho ra những đĩa chè ngon. Ngay trong những ngày bình thường ta cũng có thể bắt gặp những đĩa chè kho thơm thảo, nhưng dư vị của đĩa chè ấy chỉ thực sự đọng lại trong không khí ấm áp của ngày lễ, ngày Tết, khi cả gia đình ngồi quây quần bên nhau, nhâm nhi chén trà nóng, cùng sẻ chia dự định tương lai. Gợi ý địa điểm mua, cửa hàng đặc sản Nam Định. Địa chỉ 20 Trường Chinh, Bà Triệu, thành phố Nam Định, Nam Định. Hướng dẫn chỉ đường. Giá tham khảo 20.000 đồng trên đĩa. Có về 11 phở bò Nam Định. Du khách nào khi tới Nam Định đều không quên ghé ăn phở bò Nam Định. Nếu phở bò Hà Nội hấp dẫn bởi bát phở nhìn đầy đủ nguyên liệu, thì phở bò Nam Định hấp dẫn bởi cách chế biến nước phở và thịt bò. Nói về công thức gia truyền nấu món phở bò Nam Định thì không có một công thức nào chung cả, bởi vì phở bò được nấu theo công thức riêng của từng gia đình. Nhưng sức hấp dẫn thu hút du khách dễ nhận món này chính là bánh phở sợi nhỏ và mềm, không bị nhão, kết hợp với nước dùng có chút béo thơm ngậy, có hương vị đậm đà, thanh thanh. Mà nước dùng là một trong những yếu tố thành công để phở bò Nam Định có chất riêng của mình. Cùng với đó là những miếng thịt bò mềm, ngọt vị thịt thật, khiến du khách muốn ăn tiếp mà không muốn về. Nếu đã tới Nam Định, du khách có thể ghé qua một số địa chỉ ăn ngon như phở Xuyến Ngõ Văn Nhân, phở Cụ Tặng phố Hàng Tiện hoặc phở Đán ở phố Hai Bà Trưng để thưởng thức xem hương vị này khác gì phở bò Hà Nội nhé. 12. Bún đũa Thành Nam. Bún là món ăn không còn gì xa lạ với du khách. Có nhiều món ăn như bún riêu cua, bún bò Huế, bún cá Nam Định. Nhưng khi nhắc đến bún đũa Thành Nam thì du khách lại thấy làm lạ vì tên món ăn này. Bún đũa Thành Nam chỉ có ở Nam Định. Khi nhắc đến tên món ăn này thì du khách sẽ tưởng tượng ra ngay bún to giống hình cái đũa. Thật không sai khi món ăn này khác biệt với những món bún khác. Sợi bún Thành Nam to bằng đầu đũa, trắng, mềm nhưng không nhũn mà rất chắc sợi. Du khách thưởng thức bát bún với những sợi bún trắng, tọng cùng với nước dùng vị đậm đà, thanh thanh với những mảng cánh cua, điểm thêm là một ít cọng giá và rau sống.
Một bát bún dậy mùi thơm của nước dùng kèm chút ít ớt khô rắc lên trên sẽ dễ dàng khiến du khách tan chảy dần dần vì món ăn lạ lẫm này. Chỉ từ 25.000 đồng, 45.000 đồng trên bát vừa với túi tiền của du khách sẽ chẳng ngần ngại gì mà không thử ngay món ăn này. 13. Xôi xíu Nam Định. Xôi xíu khi được nhắc đến là cái tên rất lạ với du khách khi đặt chân đến Nam Định. Đây cũng là món ăn nổi tiếng cũng không kém gì bánh gai Nam Định. Xôi xíu gồm xôi trắng ăn kèm với thịt xà xíu mềm ngon, nóng hổi và làm sườn hòa quyện với thứ nước sốt sộp sệt thơm ngon mà không thể lẫn với bất cứ món xôi nào khác. Du khách chỉ cần trộn đều bát xôi sẽ không thôi suýt xoa hương vị ngon tuyệt, dẻo thơm của gạo nếp, vị bùi bùi ngọt của nạp xưởng và thịt xà xíu cộng thêm vị cay cay, đậm đà của nước sốt. Xôi xíu thơm ngon với giá tiền vừa phải, chỉ mất 15.000 đồng trên bát, du khách sẽ ăn một lần nhớ mãi hương vị đặc trưng ấy. Hãy ghé qua phố Hàng Sắt hay phố Hoàng Văn Thụ để ăn thử món ăn này nhé. 14. Bánh cuốn làng Kênh. Món ăn đặc sản bánh cuốn làng Kênh là món ngon lâu đời của người dân Nam Định. Du khách sẽ dễ thu hút không chỉ bởi mùi thơm của bánh cuốn nóng hổi mà dễ dàng bị quyến rũ bởi cách làm bánh cuốn lâu đời này. Món bánh cuốn hấp dẫn ở màu trắng trong của bánh, gắp từng miếng bánh trắng mịn, rất mỏng lên miệng, rắc một chút nhân thịt, hành phi thơm cuộn tròn đều rồi cho lên đĩa. Du khách chỉ cần thử những miếng đầu tiên ăn kèm với nước chấm thơm vị chua ngọt, cay cay vị ớt, bạn sẽ cảm nhận được hương vị truyền thống của bánh cuốn làng Kênh. Chỉ với một suất bánh cuốn 10.000 đồng trên suất, du khách sẽ dễ dàng thưởng thức món ăn này một cách ngon lành. 15. Cá nướng Úc Châu. Cá nướng Úc Châu là món ăn truyền thống và cứ vào dịp Tết đến, gia đình nào ở Nam Định cũng có món ăn này trong mâm cơm của mình. Món ăn đặc sản này không chỉ vì đặc biệt từ cái tên nghe rất lạ, mà còn đặc biệt trong cả cách chế biến món ăn này nữa. Cá sau khi được làm sạch, tẩm ướp gia vị sẽ được cho vào trong một chiếc chậu nhôm, bên dưới lót một lớp rơm và lá chuối bao xung quanh là gạch. Sau đó đốt xung quanh thành chậu liên tục trong thời gian 30 phút và phủ kín lên mặt chậu bằng một lớp chấu dày, đốt thêm trong vòng 4-5 tiếng đồng hồ. Vì nướng cá không tránh được bị cháy nên là phải rất cẩn thận khi nướng cá sao cho giữ được lửa đều để cá chín đều. Nhìn những con cá chín vàng óng lớp da béo ngậy, thơm ngon thật, khiến du khách muốn ăn ngay và luôn. Để có được món ăn ngon như vậy tất cả là nhờ vào bàn tay khéo léo, sự kiên trì trong việc nướng cá. Vì món ăn này, để được ngon thì cần rất nhiều thời gian. Nhưng miếng cá chín vàng óng lớp da béo ngậy, thơm ngon thật, khiến du khách muốn ăn ngay và luôn. Nếu có ghé đến Nam Định, dù sớm hay muộn đừng từ chối món ăn này nhé.